Như vậy là cài cắm ở đây vẫn là cái kiểu mà chơi tàng hình anh em nhá, vẫn là cái đòn chơi tàng hình cực kỳ khó chịu mà chơi hay luôn này, nó trưởng ăn luôn cả queen này, ghê vãi đạn luôn, ăn được một đống ở đây, làm thêm cái máy bắn đá nữa rồi ăn nhà chính và diệt được queen. Chỉ có cái hội thành, ui nó cũng chơi luôn cái hội thành. Bá thật sự đến từ thanh niên Trung Quốc này chứ. Vâng, không phải lý do tự dưng mà họ chuỗi win 50, tức là đánh 50 trận từ lúc đấy đến giờ là bất bại. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đúng đến với một cái trận gù, một cái lèn Trung Quốc họ đánh quá là khét lẹt các bạn. Họ đánh 12 bay trên 15 nhà mà họ không phải đánh cái vòng của tớ là như thế đâu, mà họ đánh cả mấy mùa đấy anh em. Đây, bạn nhìn cái lèn Trung Quốc nào, đánh 43 43 trên 45 sao, tức là họ đánh được 13 bay và gặp COC lớp họ đánh được 12 bay này, kinh khủng khiếp. Mang đến vòng thứ 3 thì họ đánh 4 turn thì đã được 11 sao, tức là 4 turn thì clear 3 bay, kinh khủng khiếp đến từ clan này. Và họ chơi Lavaloon là cực kỳ ghê, và chuỗi vua win của clan này có mã 2PPORPURQ là 50, kinh khủng khiếp các bạn. Họ đánh 50 trận thì họ thắng cả 50 luôn. Chúng ta không thể xem được cái warlock của họ, nhưng mà cái chuỗi win của họ là tận 50. Họ đánh quá khét anh em. Nhìn về cái chuỗi trận họ đánh các bạn này, họ dã liên tục luôn và họ chỉ chơi đúng combo, đó chính là Lavaloon. Thế thì mình sẽ cho anh em xem cái trận họ mở hàng nha. Và xem từ trên xuống dưới đi. Đây, cứ xem nhà cao luôn này. Đây là anh Zeus, đội bạn chơi bằng cái combo là Lavaloon. Xbow ở đây là có để hai cái phòng không, nhưng tuy nhiên họ chơi cái lối đánh mà bằng Lavaloon đánh gắt lắm, anh em xem là biết. Đấy, chơi tàng hình nhá, chơi tàng hình đấy và chơi thẳng thừng Lavaloon luôn. Họ cài cắm được những em Super Quý Giáp vào đây rất là chuẩn bài luôn. Nhưng mà 12 nhà mà chơi đều Lavaloon thì mới gọi là bá, quá bá luôn, ghê thật sự anh em. Rồi, đầu tư kiếp kinh quy ở trên đây. Các bạn có thể để ý là đã ăn được một cái E, đã ăn được rất nhiều Xbow trong khu vực này, và họ thả kinh quy vào thì thoải mái đi mà không sợ Xbow nó dã vào. Tiếp theo thì họ chơi bằng Ice Golem vào đây để hòng tiêu diệt được em Royal, và như vậy là cánh quân họ sẽ đi từ hướng dưới này đi lên. Các bạn thấy độ căng cò chưa? Hay là đánh từ hướng 9 giờ để hội quân vào chỗ 6 giờ đây. Ăn thêm một cái máy bắn đá trong tình huống này các bạn. Và ba tướng các bạn có thể thấy là vẫn đang xanh lẻ hết. Đóng băng lại ở cây Inferno một tia không? Không băng luôn, không băng luôn, mà thả lava vào đây, gồng để tiêu diệt cái cây thổi gió và thả quân từ hướng dưới này lên bảo kê. Quá gắt anh em. Headhunter này các bạn thấy không, gồng quản giáo cho Headhunter vào thoải mái xử lý con queen, hai trưởng là đi bụi luôn. Mà bây giờ thì cứ vậy là nó ủi thôi, Inferno một tia với cả lại Xbow mặt đất thì làm ăn được gì. Headhunter nó phá bẫy lúc xoáy luôn, đánh quá căng anh em ạ. Đấy, đấy mới chỉ là một trong 12 trận họ chơi bằng Lavaloon thôi nha. Thì mình sẽ show một số trận, còn 12 trận thì có lẽ video của mình thì không đủ nổi rồi, quá kinh khủng. Tiếp theo này, đến tiếp trận nữa này, họ đánh quá gắt anh em. Chuỗi vua win 50 với phong cách là Lavaloon, bây giờ đánh Lavaloon với set, ôi trời ơi, bây giờ là 7 set các bạn nha, 7 set và một động đất, để xem nào. Mình chỉ biết họ đánh Lavaloon thôi, còn tình tiết của từng trận đấu thì mình chưa có xem. Rồi, đầu tư set ở đây,
ăn máy bắn đá và tiêu diệt được em Queen mất 1/3 máu rồi. Có đục lỗ cho Queen vào không? Đang từ từ bình tóm suy nghĩ nào. Ô, thế thì ôm bom với cả King sẽ ở đâu ta? Ở đây luôn. Dụ lính hội thành ra đây và King chơi luôn. Ghê, Ice Golem có chết đúng quy trình không? Chúng ta hãy chờ đợi nào. Và như vậy là chưa đúng quy trình cho lắm, bởi vì nó oảng hơi sớm thì phải đầu tư thêm cả đóng băng nữa. Và ông Tơn này thì thủ bằng là lava thằng King gầu luôn để có ý nghĩa cái Inferno một tia không đốt nó. Và như vậy là các bạn có thể thấy là ăn được hai cái E nha. X-Bow trên đây à, có hai cái phòng không thôi, còn phía trong thì vẫn là mặt đất. Nhưng mà đội này chơi ghê đấy, không có sợ đâu. Em Queen chưa gồng và ăn được một cây thổi gió. Đại quân sẽ từ hướng 9 giờ truy vô, bởi vì cây thổi gió này nó nằm thổi ngang ở đây mà, nó thổi về hướng 3 giờ với cả 6 giờ. Em Royal với đây dưới đây King vẫn đang đỏ và chơi hai Headhunter vào đây các bạn. Em Queen thì hy sinh rồi. Headhunter chơi được ạ. Vâng, họ đầu tư ăn tiếp được thêm một cái máy bắn đá và ăn luôn được cả một cái E ở đây. Cái độ tính toán của Trung Quốc thì quá căng rồi. Căng thật sự luôn các bạn ạ. Vâng, sử dụng những đơn vị tướng để ăn được rất nhiều công trình và nhiệm vụ còn lại của Lava thì nó còn quá nhẹ luôn chứ không phải nhẹ nữa. Chuẩn bài, không thổi gió không thể ảnh hưởng gì được cả. Một pha gồng để cứu toàn bộ khí cầu chiến cắm vào khu vực nhà chính mà chơi thôi. Lù là quá gắt đến từ Trung Quốc anh em ạ. Đấy, hãy đưa ra cảm nghĩ của các bạn về trận đánh bằng Lavaloon của Trung Quốc. Vâng, họ chơi 10 trận còn lại cũng là Lavaloon. Quá gắt. Vâng, tiếp theo là một trận đánh bằng Lavaloon nữa đến từ thanh niên số 4 ở bên đội bạn. Vậy là cài cắm ở đây vẫn là cái kiểu mà chơi tàng hình anh em nhé, vẫn là cái đòn chơi tàng hình cực kỳ khó chịu mà chơi hay luôn này. Nó trưởng ăn luôn cả Queen này, ghê vãi đạn luôn. Ăn được một đống ở đây, làm thêm cái máy bắn đá nữa rồi ăn nhà chính và diệt được Queen. Nhưng chỉ có cái hội thành, ui nó cũng chơi luôn cái hội thành. Bá thật sự đến từ thanh niên Trung Quốc này chứ. Vâng, không phải lý do tự dưng mà họ chuỗi win 50, tức là đánh 50 trận từ lúc đấy đến giờ là bất bại. Vãi trưởng, chuỗi win bất bại 50 bị ghê chứ nhỉ. Toa ta hơn 13 khét lèn lẹt, với đặc biệt là combo Lavaloon. Rồi, như vậy làm thêm cái E nữa và đại quân từ hướng bên đây chui vô. Ôi trời, đến chịu bạn thôi, làm nhẹ thêm cây máy bắn đá nữa, chơi luôn cả Tesla. Vâng, nhanh thì kịp làm cả X-Bow nữa. Ôi trời ơi, thế X-Bow mặt đất còn lại thì làm được gì, gông quản giá luôn. Ôi trời ơi, đến chịu Trung Quốc thôi các bạn ạ. Tính toán là cực kỳ khét, mà họ toàn chơi đúng một combo, chính là làm và lùi mà làm 12 bay. Và không biết các đối thủ khác thì họ sẽ chơi bằng combo bị vượt chấp một mả spell cũng như là gồng kinh quy luôn. Đấy, chịu thôi. Tiếp theo cho anh em xem tiếp này. Nói chung như cái combo dị với cả đến từ cửa lên bất bại dị này thì chúng ta cần phải học tập anh em. Rồi tàng hình, à rồi. Có cái gì đấy? Ông Vương có pha chiến thuật vứt tàng hình hay là gì ở chỗ cái E defend ở đây mà ta. Ô ảo. Chấp đấy. Vâng, Trung Quốc chấp sớm, chấp tàng hình sớm. Úi giời, em Queen nó đi bụi không? Làm cái tàng hình nữa nè. Hít nữa, còn hít nữa. Úi giời ơi, nhà chính không còn dấu hiệu của máu. Úi giời ơi, quả này chắc mặc giáp rồi. Chứ không mặc giáp thì làm sao mà được chừng đấy máu mà vẫn thở. Rồi em Queen một mình solo với cả là Lava. Rồi đấy, làm luôn cái E đây các bạn này, làm luôn cái Inferno nhiều tia ở đây này. Họ tính cũng gắt đấy, đầu tư Headhunter vào luôn để xử lý này, thoải mái luôn. Và Queen lỡ ngới làm thêm cái E nữa, khi mà Ice Golem nó chết đúng quy trình thì nó làm được cái E nữa đấy. X-Bow mặt đất thì chỉ bắn
kịch á, rồi bỏ chạy rồi, em Queen bỏ chạy rồi. Ồ, gồng là vẫn kịp nhỉ. Vâng, chơi chim à? Vâng, chơi chim thật. Ghê. Royal vào luôn. Lava chứ, Lava lại quay xe ở đây. Như vậy là em Royal vẫn chờ đấy. Em Royal vẫn đang chờ đấy. Để xem. Hay. Họ đánh phải nói là chuẩn, bịt thổi gió, bịt máy bắn đá. Ôi dồi ôi, dao bánh quá chất lượng luôn. Hóa ra cất giành là có lý do cả anh em. Hóa ra cất giành nó tính hết rồi. Và dao bánh chuẩn bài luôn, để cho balloon nó chỉ việc chạy về hướng 3 giờ. Và dưới đây là info mặt đất thì thôi, chúng tôi chơi hết. Còn một băng mô tốc mà họ đầu tư luôn. Chịu thôi, nét thế này cơ mà. Nếu anh em thấy thích video này của mình cứ để lại nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming của mình các bạn nhá. Quá đẹp luôn, có nhu cầu mua xe mua vé vàng hay những gọi ưu đãi gì thì cứ nhắn tin ra được fanpage hơn 49.000 follow của mình. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em cực kỳ nhanh gọn nhẹ nha. Số 5. Đấy, nó lại lava luôn và nó lại chơi tàng hình. Chịu thôi các ông ơi. Nó thả vào đứng chỗ em Queen này để nó chơi này. Vâng, phải vào trong ở đây để các bạn xem này. Nó đánh tàng hình rất hay luôn đấy. Vào đây nó quẩy luôn được cả nhà chính, nó quẩy luôn được cả máy bắn đá đấy anh em này. Úi xồi, vẫn còn tàng hình, làm cái e nó thì vãi trưởng luôn. Vâng, cái e suýt đi bụi luôn. Thả balloon ra để dụ lính hội thành cho King Queen xử lý đấy. Nó tính cả đấy. King vào đây luôn, Queen vào đây luôn. Độc dược được triển khai và Royal cũng đã có mặt. Còn không có O-bomb turn này. Theo ghi nhận của chúng tôi là không thấy O-bomb. Dao bánh kia vẫn đục được tường nha. Vẫn đục được tường và bịt luôn được cái Inferno nhiều tia. Nó lại ăn thêm được một cái nữa các bạn. Và như vậy là chỉ còn lại đúng có hai cây e, một cây Inferno nhiều tia. Thì các bạn nói là cái độ thoải mái đến từ đại quân còn lại phía sau là nó chơi quá đẹp. Nhưng mà cái chính là nó tính được cái khí cầu chiến vào, nó cắm cái bay gì mà nó cũng nát được cơ mà. Không hiểu được. Tính quá gắt. Làm và lùn đánh quá hay đến từ cái lèn chuỗi 50 của Trung Quốc. Dị lắm. Đánh thế này, một Queen đến cuối buổi vẫn để Headhunter vào để xử lý chơi cái gọn nhẹ luôn. Bạn thật sự anh em thích thì cứ để lại mình nút like, share, đăng ký, mình còn cập nhật nhiều cái hay hơn nữa nha. Cho anh em xem thêm trận nữa để thấy độ khét lẹt đến từ cái đèn Trung Quốc đánh bằng lava balloon tiếp đây các bạn nha. Vâng, 3 lava balloon nữa này, vẫn là 2 Ice Golem. Nhưng cái bay này thì cắm 4 cây bầu mặt đất với cả Inferno một tia. Nhìn là khá khoai và đội bạn đang phân tích một chút xíu. Rồi, đánh đầu cắm và họ luôn ưu tiên là tiêu vào tiêu diệt em Queen các bạn. Rồi, dụng ở giữa hai bờ tường đây. Và ưu tiên diệt Queen. Đấy là một điều quan trọng trong đối đánh Lava Loon mà nãy giờ mình thấy. Và bình thường thì cũng thế, diệt lính hội thành với cả Lava Loon. Bây giờ đặt bay kiểu gì đây để không gần hội thành với cả là Queen. Nó trưởng này ăn luôn được cả máy bắn đá và hội thành luôn các bạn kìa. Ghê thật sự ấy chứ. Rất căng. Hãy đưa ra cảm nghĩ của các bạn về tốc độ đánh khẩn trương cũng như là tính hiệu quả rất cao đến từ combo lava balloon của cái clan Trung Quốc và chuỗi bất bại là 50. Đánh 50 trận, win cả 50. Chưa biết một trận nào. Quá ảo lòi luôn. Úi. Và clan này, clan 9, tức là từ khi thành lập ra tới giờ không đến biết mùi đến bất bại. Gạt thật. Úi xời. Inferno một tia đốt nhưng mà bây giờ quản giáo gồng cái thì ôm xô luôn. Cho Wizard cứ thoải mái trưởng. Nó đóng băng và nó thêm tốc vào đây rồi. Một chọn một đống thì chỉ có ra đi. Đấy. Quá hay các bạn nha. Cái đội Trung Quốc vâng. Chuỗi win 50 này kinh khủng khiếp lắm. Họ giã cho siêu xì lớp 12 bay trong đấy này. Và trong cái vòng thi đấu thì anh em thấy rồi, họ đánh cái nhà trước là 43, hiện tại thì vẫn là 40 cả 11. Ghê lắm.
họ đứng ở vị trí số 1 bảng xếp hạng. Đây, hãy đưa ra cảm nghĩ của các bạn nha. Đấy, Kalen bất bại 50 trận, thắng 50, thắng hết chuỗi 50 luôn. Ok các bạn ơi, hẹn lại tất cả các bạn anh em có nhu cầu mua vé vàng, mua gem hay là những gói ưu đãi trong này cứ nhắn tin liên hệ mình theo đúng đường link fanpage Akari Gaming, mình sẽ book với anh em. Thanh toán thẻ ngân hàng và mua đều ok hết. Bye bye.